Xin chào các bạn nhé. Ngày hôm nay thì Như sẽ cho các bạn coi một số hình ảnh của công trình camera lắp đặt tại tòa nhà thuộc giáo sư Thái Hòa, Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai. Thì đây là một cái căn nhà mà Như cảm thấy rất là lớn. Toàn bộ cái đường dây mạng, wifi, tv, camera là bên Như lắp đặt toàn bộ. Trước khi mà căn nhà được hoàn thành thì bên Như sẽ phải đi âm toàn bộ những đường dây đó và đảm bảo cho khách hàng rằng những cái đường dây bên Như đi toàn bộ là hoàn toàn là dây tốt nhất, để khi mà các khách hàng vào áo sử dụng nó là nó được tốt nhất và không gặp vấn đề gì về khi sử dụng nó cả. Khi mà chúng bên Như lắp đặt cho khách hàng, bên Như sẽ tư vấn làm sao cho cái đường dây của khách hàng tiện lợi và sử dụng đúng cái nhu cầu mà khách hàng muốn. Các bạn sẽ xem qua một số hình ảnh bên Như đi đường dây cho khách hàng nhé. Cái công trình này nó sẽ phải theo sát tiến độ và khi đến khi hoàn thành, bên Như sẽ lắp cái thiết bị camera trọn bộ cho quý khách hàng là camera KB Vision. Cái đường dây bên Như đi sẽ bảo đảm toàn bộ cho khách hàng cho tới khi mà khách hàng sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này nhé.